không bên góc quất đấy, thì em mới vào em bảo chủ dây không có gì em ngồi em đợi chị đứng dậy thì em hoảng em chạy ra ngoài. Lâm vào đâu có người rồi? Em không nhớ là lâm vào thế nào, thì lúc em hoảng. Lần đầu đây nào? Thế là chị này chị chạy ra bên ngoài đúng không? Xong rồi lôi vào cái gì? Vâng. Mình làm gì nữa cơ? Vì lúc em hoảng rồi em chỉ nhớ lâu để tránh người đi đường người ta nhìn thấy thôi. Cái này cắt cổ bài đúng không? Cắt lúc vừa xóm ở cái lúc mà lôi trên ở cái bên ngoài vào hay là cắt lúc trước? Cái đấy thì em không nhớ rõ vì em lúc em quá hoảng rồi em chỉ là làm sao để chị không bị lộ thôi. Em kéo chị vào trong góc nhà. Kéo vào này vẫn đâm vào các thứ nhỉ? Thì em không nhớ vì em hoảng quá rồi. Tại mà em cố kéo ngăn tủ ra nhưng mà do cuống em làm rơi nên em không để ý là trong có gì nữa. Còn dùng tay đập hai ba cái vào tủ kính, thấy chị đứng dậy ngồi dậy là em sợ em chạy ra ngoài. Được chưa? Sau đó đi vào bên trong quầy đi. Thank you.